Rồi gia đình mình xin chào cả nhà. Rồi xin chào cả nhà. Rồi hôm nay ở dưới quê mình cả nhà mưa 2-3 bữa liền luôn. Mưa lớn lớn không à. Rồi bữa nay đi chợ đó là Băng có thấy được mớ ếch đồng nè. Người ta cắm câu rồi Băng có mua về để làm cái bữa cơm gia đình hôm nay ha. Đây là ếch đồng luôn nè cả nhà. Mà ếch đồng công nhận bự ghê luôn ha, cắm câu nè. Bự quá trời bự luôn. Con nào con nấy bự bự không luôn á. Cái phần ếch này chút nữa Băng sẽ mặn ra để mình kho lên với lại dưa môn ha. Quá trời mấy con ếch ngon luôn rồi. Nguyên chùm này mà 1,2 kg đó. Có mấy con đâu? Cái trăm mấy? 120 mẹ. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con. 6 con ký 2. Con bổ đồng là 200 g. Nguyên chùm ếch nè. Cái lúc mà mình đi chợ mình chạy ngang á là mình thấy là nhìn là giống ếch đồng rồi, nhưng mà thấy bự quá mình sợ là không biết phải ếch nuôi hay không. Thì mình lại chỗ mua người ta cam kết là 100% này là ếch cắm câu. Dạ. Tại hôm nay mưa là chắc cắm câu có nhiều. Mua ở Sóc Giang á chị. Sóc Giang mình mua ít không có lạnh đâu. Thì hồi đó chị cũng mình đi chợ chị cũng thấy bự nè. Cái cũng không dám nữa, người ta nói không sao đâu, cứ ít đồng thiệt. Mà mình ngay mùa mưa á. Dạ. Cái phần ếch này thì bữa nay Băng sẽ mần ra để kho với lại dưa môn ha. Mua dưa môn này cũng là một cái món ăn rất là đặc trưng ở Sóc Giang đó, chợ Sóc Giang. Rồi, còn bên đây là phần rau ngổ. Rau ngổ này tí nữa mình sẽ xào mỡ. Wow. Món ăn hôm nay là lý do là thiếu mặt Út chưa có về kịp, thành ra là món ăn hơi phản khoa học tí xíu á chị Ly. Chứ theo ở dưới quê mình thường có, nếu mà có rau ngổ với lại có ếch luôn thì mình hay làm cái món là ếch xào với lại rau ngổ. Đó, mà nhưng mà cái món đó là phải xương xương đó, nó mới đúng. Mà là do Út chưa công việc chưa có về kịp nữa, thành ra là Băng sẽ làm lại cho nó khác tí xíu. Phía bên kia thì bắt đầu Băng đang làm cái phần ếch. Để tí xíu nữa mình kho, mẹ với chị Ly với lại cô Tiên sẽ lặt rau, mà trước khi lặt rau cô Tiên sẽ uống một hộp sữa. Còn cô Bon thì nhiệm vụ quậy là quan trọng nhất đâu kìa, bo bương. Thông qua clip này là thông báo với Út là tại Út nha, Út con bị mất kèo á, chứ bữa nay cái món này là không ấy là no rồi. Rau ngổ này cũng dễ trồng, thành ra là ở vùng mình nhiều dữ lắm luôn. Đi chợ Sóc Giang là quá trời rau ngổ luôn. Nó kêu bụp 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 đó kìa. Chị ngắt ngang á, bạn nhân này là còn tin nó nói sao nghe tiếng lạ quá ta. Nó bọng á, nó kêu cái cốc á. Nó non. Nó non nữa. Được không con? Rồi mẹ cho tin. Mẹ làm nhanh lên đi. Rồi mẹ để bên đây nha, rồi con ngắt lại. Cái rau ngổ này làm cũng được nhiều món, thường ở dưới quê mình cũng hay ăn mấy cái món mà rau ngổ. Dạ. Có cá lóc bự rồi đó. Cá lóc lươn rồi ha, rau ngổ. Lẩu châu á con cũng ngon lắm con. Lẩu châu hả? Châu hoặc là hầm sả, mấy cái món hầm sả. Mấy món hầm sả. Ừ. Chưa giờ mình có cá chê đó Ly. Cá chê trắng đó. Dạ, lươn. Đi cái rau ngổ hả mẹ? Cá chê rau ngổ. Nó cốt rồi cũng ngon. Dạ. Cá chê mình thì bao la đó. Ê vậy ít bữa là con cá chê là ở vòng vòng clip với lại ở phía trước là kiếm được. Bữa nào cái mua rau ngổ về cái mẹ làm món đó mình ăn. Lâu quá không có ăn cái món liên quan tới nước cốt dừa. Bữa không bán dừa khô hết rồi còn dừa không mẹ? Còn. Có để lại bộn cho cái vụ đó. Dạ. Vậy là còn đủ hen. 700 trái. Dạ. Dừa mẹ bán chục dừa khô có 25 ngàn. Mình không bán thì để mỏng. Vậy mà lên mỏng nhóc hết trơn là cũng 40-50 à, 30-40 à. Bữa nào thắng dầu dừa. Bữa nào lấy cái mỏng nó không thắng dầu dừa. Tính ra dừa quá thì rẻ. Ừ, không rẻ. Mà rồi mình ăn sao hết. Bởi vì rẻ không phải bán nữa. Trời ơi, ăn rau ngổ luôn rồi. Trong từ cái gì cũng trồng vô miệng hết. Biết là con rửa cho đó. Thích à. Ừ. Ồ, nhảy. Đâu quên cha. Gì con? Cắt tóc. Quên cha khoe. Không có cắt tóc khoe đó ha, khoe, nhổ răng luôn ha. Cô Tin khoe với ông bà cô chú là cô Tin mới cắt tóc với lại mới nhổ răng, mới đi gặt giá về đúng không? Mới về tới luôn cả nhà. Con gì mẹ? Con dắt phải không? Dắt. Trời ơi.
Bây giờ ít chứ hồi xưa nhiều lắm luôn. Hồi xưa vòng vòng nhà mình nhiều lắm nè. Mà con dắt con không sợ, mà con đĩa hay con sợ? Con đĩa nó bự gai gai. Lâu dữ hả, đĩa không đeo, bây giờ đeo chắc sợ lắm. Mấy năm hồi lúa còn kéo đó, không có đi châu thôi mẹ ha. Ừ, đi châu á, đi ra dặm lúa chút xíu là dính con, chút xíu dính con. Hồi đó con đi học trên đường châu đi đi ngang á, chắc nó đi chắc hết hừng sáng người ta dẫn đi ngang đường hết vậy. Nó gớt đó, con tưởng ai chợ về làm gớt cá lóc không. Bự vậy hả chị? Ừ, bằng nửa, không phải nó gớt đâu, bằng nửa cầm tay chị luôn á. Dạ. Đừng đục thêm mày chưa, tưởng tượng con bằng tay nhỏ nhỏ mấy đứa nít á. Hôm đó ngay chỗ cái dốc cầu, ngay chỗ nhà gì Tư Hang á, là cầu sắt á. Ngay chỗ đó nó ăn no, nó nhả một con như con cá lóc vậy đó. Dạ. Hưng ngắn chỉa. Quá trời bự hả? Đĩa trâu mà xưa nó bự lắm, rồi nó ăn no ăn cái nữa. Nó hút máu trâu mà. Dạ. Rồi bây giờ băng sẽ xào cái phần dưa môn ha. Rồi băng cho dưa môn vô nha. Nêm thêm miếng đường, tại vì trong môn nó có cái vị chua đó, nó sẽ nêm vô một xíu đường ha. À, bằng nấu cho nó ra cái chất chua ha. À, bên chảo nước kho này thì bạn có cho nước màu, nước mắm, đường, bột ngọt với lại hạt nêm đó. Cái phần ếch bạn mần ra gọi hết rồi nè, 6 con, rồi bạn sắc nhỏ ra hết rồi đó. À, mình có ướp một xíu gia vị vô trong phần ếch này để cho nó mặn mòi á. Rồi, em sẽ cho ếch vô em xào nha. Cho phần ớt vô luôn nha. Thấy cái đùi ớt nhìn hấp dẫn quá cả nhà. Bự bự không? Cái phần rau ngổ là mẹ với lại chị Ly đã lặt xong rồi. Giờ chị Ly đang rửa ra. Hồi sáng này á, là ở chợ Sóc Giang mình cái loại rau ngổ này bán rất là nhiều. Hôm nay trời mưa đó cả nhà. Mấy loại rau bán ở chợ rất là tươi và nó rất là non luôn nè. Cái rau ngổ này ăn thường thì mình sẽ lặt cái phần lá nó ra bớt để cho nó bớt cái vị nhẫn. Còn như riêng bông nếu mà ăn là để lá luôn ăn vẫn được. Đây mình ăn được cái vị nhẫn của cái loại rau ngổ này. Rau ngổ này ăn lên thuốc lắm đó. Cái phần này lúc sáng là băng mua 15 ngàn mà rất là nhiều luôn nè, lặt ra cũng còn rất là nhiều. Nó non á, cái này non, hồi nãy theo đúng khỏi lặt cũng được đó. Dạ. Cái rau ngổ này mình lặt ra mình ngồi ở đây rất là thơm. Và cái này nếu mà mình không, bữa nay mình không xào, mình có thể bóp làm gỏi, bóp giấm rồi đó, ăn cũng rất là ngon, chấm với nước mà ít khô của Văn thì cũng ngon lành lắm ạ. Cho tỏi vô. À, để mình xào phần rau ngổ ăn cơm. Phần là khuyến mãi mấy cái tỏi. Đó, cho phần rau ngổ vô ha.
Rau ngổ thì cũng lẩu cũng ăn cũng em lắm. Lẩu hầm cả với lại lẩu trâu nữa. Lẩu trâu, lẩu bò rồi hay có cái rau ngổ này lắm nè. Hồi sáng mang mua là 15.000. Mà chắc là xào không hết đâu. Rồi mình để lại một ít để chiều mình có làm món khác thì mình làm. Đường, hạt nêm với đây bột ngọt với lại bánh mắm nha. Ngon quá trời ha. Mình canh xào đủ 2 dĩa. Tại cái phần rau ngổ đó, nếu mà xào hết là nhiều lắm. Rồi cơm cả nhà ơi, đói bụng rồi. Cho em bắt xuống nha. Ủa, bắt xuống tới đây nó thơm mới dữ. Là cái mùi rau nêm đó cả nhà. Rồi cả nhà ơi, sáng nay mình có làm cái món ếch kho dưa môn nè, với lại mớ rau ngổ mình xào mỡ ha. Rồi mà cả nhà ăn cơm với gia đình. Rồi xin mời cả nhà. Mời cả nhà. Xin mời cả nhà ăn cơm. Mới sao chứ dưa môn chua chua là thích. Cái gì mà cái chua là thích à? Cha thì thường là dễ ngán. Thành ra là những cái nào đó có liên quan chua chua, dưa cái đồ thì cha thích hơn. Dưa hoặc là ghém rồi đó. Ừ. Gỏi rồi cha khoái. Nhẫn nhẫn thiệt nhưng mà ngon, cái vị nhẫn đó mình thích. Ê, bằng nó nhớ thằng tin hở cái nó làm cái gì mà nó hơi quá cái này con chịu được. Đắng nhưng mà con chịu được hả? Rau ngổ thì vậy, cái mùi nó được cái mùi nồng, nó mùi đặc trưng lắm, với lại nó có cái vị nhẫn nhẫn á, mà nhẫn nhẫn giống như là ăn lên thuốc. Ít đồng á cha, con bự không, ký 120.000. Ờ, cái chỗ bán nói là cấm câu, chắc mấy cái bữa mưa hổng nay á, nó ra khỏi miền hang hay sao? Chính hỏi chắc ở đồng ăn cứng ngắt rồi, nó dễ. Cái xương nó cũng cứng. Ở đâu mà nó sót lại bự quá trời. Cái đùi bự thiệt là bự luôn á, mà đùi nào con nào cũng bự chứ. Ít đồng thì chắc ăn là nó cái thịt nó sẽ chắc rồi. Có gì mưa đầu mùa bắt không được á. Dạ. Thịt nó chắc mà nó ngọt. Vừa mưa đầu mùa á, tao bắt nào mà ngoài đồng á, mà tao đốt đồng, đốt rơm được á. Năm đó tao bắt ếch nó nhiều. Tao ra nó chống á. Còn nào còn rã không đâu rồi vô phương. Năm nay mình đi cắm câu ếch là còn nhiều nè. Tại năm nay đầu mùa ít người bắt được lắm. Cũng có bắt nhưng mà ít lắm. Không có đốt đâu. Dạ, có kịp đốt đâu, là mưa luôn á. Ừ, chưa kịp đốt nữa. Mình tính lúc mà mưa là sẽ nắng lại. Thường thường mưa xong cái nắng lại dữ lắm. Mưa tới luôn. Mưa mà còn mưa. Ủa, ngon nè. Mưa đâu bỏ lá gì đó. Mình bỏ lá gì nó sẽ giòn hơn.
cái lá thì nó sẽ bớt, có lá vô nhiều quá nó sẽ mình gấp trứng lá nhiều nó bớt giòn, dạ nó dai. Sáng là con định mua cái này là làm gỏi nè, trộn gỏi á, trộn gỏi rồi chấm với là cái ớt kho lạc đó. Ít đồng này mà xào với rau ngổ là cũng mùi nhậu quá cha. Bữa nay thiếu Út Thiện, thiếu anh Khải luôn hết. Không ấy là rủ băng xào rồi, lại làm món này ăn cơm luôn. Cái này thiếu tay chăm chăm. Ít ông ngon là rau này cũng cũng ngon. Cái này thiếu nhân sự. Thiếu nhân sự. Thiếu nhân sự rồi. Tháng này nhân sự không có lãnh lương không mày. Nhân sự đi hết rồi, có ai lãnh lương đâu. Mình vô rồi. Cưới từng này để liên hệ với chỗ Út Nhân với anh Tiến. Hình như là anh Tiến nhắn tin hôm bữa là nói cưới từng này về nè, tại ngủ mình làm bánh gì đó, gọi xúc xích gì đó. Bánh đậm bánh nước đi. Thì để coi tình hình, tùy theo thời tiết. Mưa gió quá nước không được thì chuyển. 25 cuối tuần, lót vào đầu tháng nè. Ngày mai. Cuối tuần còn trọng tháng rồi, sợ nó lu bu nữa. Ở đây thấy cái đùi ham nghe, nhưng mà cái mình với cái khúc mà trên đầu ăn cũng hay lắm. Tại vì nó ba sồn ba trực á, xương xương ăn. Trứng này còn ớt này nữa nè. Trứng nữa còn mấy con. Anh bánh nuôi thôi nè. Con cỡ nửa ký. Giữ em. Nuôi lâu rồi. Dạ. Để ăn lần lần hoài á. Cần ghẻ quá nó không bán. Cái này ăn. Ăn còn hai con ba con là nhỏng mà mệt lắm. Bự lắm. Bự lắm. Nuôi lâu mà. Con ớt mà gần nửa ký trời. Bự nha. Chính này bằng hai con. Rồi không đủ, ký này không ăn kia không đủ. Bằng hai ớt nhậu. Anh nuôi nhiều mẹ. Hai con lận ký này. Lần cả trăm vậy á, rồi ăn lần lần chắc nó bán. Nếu mà ít nuôi con nghĩ là chiên nước mắm á, nó ngon. Nãy anh tính nói. Nó chiên hoài à. Chiên giòn lên cái bắt đầu mình sốt cái nước mắm mà có tỏi rồi đó. Tỏi, củ hành rồi nó sẽ thơm, thơm hơn. Chứ ít nuôi mà làm mấy cái món kho lạc thì không bén lắm. Ăn ngon chiên. Chiên gần hai con nhậu rồi. Đông đông hai ba con. Những người nào mà ở ruộng mình làm ruộng ha, mà có đi ruộng thường ngày á, đều á nên nuôi ớt mà nuôi lương chút đỉnh rồi bắt như sao hồi sáng đi chút xíu là mấy chục ốc mua vàng nữa đập bỏ ốc giờ cho anh ăn đó nha. Cho anh ăn đó cha, nếu mình tận dụng mà. Mà ớt nuôi mau ăn hơn lương hết cha. Cái thời gian mà để mà lương tới 8 tháng rồi mới có khoảng 300 gram hả cha. Không được anh Quân ý định mà, mình lương lớn kìa, chứ còn lương có nghĩa là lương cái size nó lớn, chứ còn kiểu mình mua từ nhân tạo mà từ nhỏ xíu. Còn ống nhộng bằng đầu đũa này mà nuôi tới đó, một năm trời mới có ăn được. Lâu ăn quá thôi, nuôi con nào mau mau tí xíu. Ví dụ như ếch thì nuôi được nè. Ếch nuôi được. Ếch nuôi chắc 2-3 tháng không cha? Chắc 3 tháng quá. Nếu mà mình nuôi ếch này mà mình vẫn là đi bắt ốc á, đồ ăn thì con ếch mình nuôi vẫn ngon. Vẫn ngon hả? Dạ, chứ là mình không cho ăn thức ăn chăm chăm thì nó mình nuôi ăn cũng tựa như ếch đồng vậy thôi. Tại con ếch đồng thì ngoài đồng nó cũng đi ăn ốc, ăn này ăn kia. Ăn cá hả? Ăn cám nó mới... Dạ. Nó mới bậy. Thức ăn nữa hả cha? Loại cá. Thức ăn công nghiệp. Nuôi nó ăn luôn nè, nó tanh, nó tanh, nó lạc nhất nè, nó thịt nó ngọt. Còn mình vẫn là con ếch mình nuôi, nhưng mà mình cho ăn ốc, ăn cá, ruột cá rồi chắc thì nó cũng như con ếch đậm ngoài thôi. Có điều là giống như mình cho ăn này đủ thì nó mau lớn hơn. Còn nữa nó cũng không bằng ở ngoài, cũng đỡ hơn. Giống như nó không được tập thể dục. Nó không được vận động đó, thịt nó không có dẻ. Nó không được tập gym nên nó không dẻ. Ăn ngủ không bụng. Đau lớn. Không lớn tự nhiên gì. Bởi vì anh Quân từ bỏ ý định nuôi lương không? Từ bỏ ý định hỏi cha cái cho nói 8 tháng mà con lương phải trồng bự bự tí xíu, nuôi 8 tháng mới có ăn nữa thôi. Nuôi hơn cái này. Dạ. Được hơn đồ đũa hả cha? Nó phải là từng lớn rồi. Nó là 8 tháng rồi. Mà từ từ nhỏ mua từ lương nhỏ lương con
Đó ươm nữa. Mà tới ừ mà tới tới bây giờ này ba cỡ 3 tháng. Vậy là ra 3, 4 tháng nữa. 11 12 tháng rồi. Dạ. 5 năm. Cái đó mà lỡ lỡ 6-7 tháng nó có gì cái bồi công không hả chị Ly? Là... nuôi con gì mà lỡ chết lụm được. Có ăn như xình nữa. Mình đi quán rồi mình ăn mấy cái món đồ xạo chị Ly hay có cái củ tỏi nguyên gì đó. Dạ 2 củ rồi đó, 3 củ nữa. Bữa nay mình đi nhà hàng quê hương mình ăn cũng có củ tỏi. Nguyên củ. Chị xào rau muống chị cũng hay bỏ nguyên củ, nguyên cái tép đi. Ừ. Em lắm á, xào rau muống á, bùi. Đập dập em nè, đập bể, chịu đựng mấy nát, đập dạ. Em dập cho nó hơi dập hả cha? Cho nó thơm ha, cho nó... nó giết, khi mình xào nó tiết cái tinh đó. Thôi, ăn cơm xong cái mình đi lợi vô á, để ý thử cái cách thôi. Cách nếu mà cái lá non ngày mai cái phần cá chê mà cha bắt á. Hôm qua cha làm được 6 con cá chê hết cha? Con chê trên ruộng đó. Dạ. Đêm mưa đêm á nó mà sông vô á, dạ, ruộng dạ. Mình bữa mưa là ruộng mình khô mà. Dạ. Thường cá chê trời mưa là lên ruộng hết à. Chỉ là mùa này đâu lên đâu có ngờ đâu, lâu kêu mẹ mới hâm đồ ăn đi, chuẩn bị ở lầu chuẩn bị ăn cơm cho ăn cơm ấy. Dạ. Ý đồ cha ra cho tắt máy, ra thì nó còn dũng cái sông dẫn nước giờ còn là dẫn lên. Mấy con cá nằm dưới sông á phát nó thật nó chạy đường nước nè, ta thấy chạy nó chạy nối đuôi nhau 2-3 con đi. Cá chê hết chưa? Chê cá lóc nữa. Dạ, 2-3 ăn cá lóc rồi. Chê nó đuôi thế em ha. Cá lóc. Kêu mà kêu mà hơi khoan ham đồ ăn. Nấu canh đó. Ngẩn quá nhìn vậy. Khoan đi ra bắt cá cho rồi đó. Để ngơi biết nó nằm đâu mà bắt. Ờ. Phải có con ở nhà là đã rồi. Nhưng mà lấy quay cho quay lúc mẹ chưa đem đồ ra cho quay cho đạp lượng mỗi rồi quay lại là xuống sông rồi đó. Dạ. Con lóc rồi. Buổi nay cho buổi chiều hả dạ? Ăn dạng rồi, chuẩn bị thì vừa rồi rửa mà rửa tay rửa chân rồi vô là bật đèn ăn cơm. Dạ. Để tối. Tối cho xách đèn ra cái góc ngoài nè, đi mà không. Cái bùn ngay bờ trên khô này nó nằm hai con nằm dưới dấu giò. Gì đó cha. Dạ. Một con cá lóc còn nó chơi nữa. Người cha thì làm miếng gọi xuống quá dạ. Miếng xinh dạ. Vô kiếm chĩa uống thiện thì nó mới bén ngọt dạ. Chĩa của con thấy gì chứ dạ, đông nó cứng vô đất nó xinh đông lúng cá luôn dạ. đông thấy tội con cá đông mạnh thiết mạnh mà nó vô con khúc mà con cá muốn gãy xương sống bị chĩa không thông mà đất thì xinh đông thêm con cá chê thêm con cá lóc nữa. Nó qua đó, thay nước thế nào nó có qua hả bị nó đi nguyên tắc cá hay gì đó đi lên không biết phải không có khả năng đó có khả năng là đường thu là sang nhà cậu Long là mấy cái mương chỗ chú Bì nó dài dài đó dạ. Mỗi lần con có câu dính không dạ có chứ còn khả năng cá của mình ra là không có đâu không phải cá mình đâu nhìn là không phải cá mình cá nhỏ hơn cá mình. Cá đó giống như cá sông á trời. Mà cá sông cá sông nhiều hơn mẹ cứ nói là cá không phải cá nuôi rồi cá nó ốm hơn cá mình. Dạ. Đúng không? Cá đó cá sông con nhìn hồi sáng thấy. Chữa. Mình nghĩ cá sông nó mới lên ruộng chứ hả? Thì cá đó, nào mưa nó vẫn đi nhưng mà cái con cá đó mình nhìn là giống cá sông. Rồi cái năm đám ma bà cô nó đẳng 2 giờ đêm trời về trời nó đi lởn ngởn. Mình đi trong lưới mình đó. Dạ. Nó lên bờ. Như mưa là lên trên bờ chừng nhiêu. Rồi cái lưới mình mà nó bò lên ngảnh theo lưới. Dạ. Cá chê nó đi dữ dằn lắm, cái ngảnh nó đi lẹ, đi ghê lắm. Cá rô nó nói vậy lên ngảnh nhưng mà cá rô nhiều hơn cá chê. Dạ. Đêm nay khoảng 2 giờ. Tối nay còn bây giờ hết nha. Phải hôm qua là có nhà là rủ mang quay phim lại cho cả nhà mình xem luôn, thường khoái lắm. Những con cá rô cũng tại nè, như cha tưởng cá lóc nữa nó dài vậy nè. Dạ. Cái gù đài. Mà nhớt nhợt rồi cha. Bắt nó cho đâm bằng đêm đâm nó thả xuống hầm đó mà không chết chắc chết nếu mà chết là nổi lên rồi yeah.